Nhưng mà đối với những người bạn muốn đâm sau lưng á, thì họ sẽ liên tục làm cái điều đó. Cho dù họ có nói ngoài miệng là à họ vô tình, họ không cố ý, nhưng họ sẽ liên tục làm như vậy. Vì mục đích chính của họ là muốn bạn không thoải mái, muốn bạn tự ti và muốn làm bẽ mặt bạn. Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình. Ngày hôm nay của các bạn trải qua như thế nào? Dấu hiệu để mà nhận biết một người mà bạn cho là bạn thân một ngày nào đó sẽ đâm sau lưng bạn. Gần đây thì đang nổi một cái bộ phim là nữ chính sau khi trọng sinh quay trở lại trả thù đứa bạn đã phản bội, đâm sau lưng mình, vân vân. Đừng có để khi mà sống hết một cuộc đời mới nhận ra được cái sự phản bội ấy. Đây là đời thật, không phải là phim. Và chúng ta sẽ không có cơ hội sống cuộc đời thứ hai, nên là phải sống hết mình và sống thật là sáng suốt ngay chính cái cuộc đời này. Trước khi đi vào video thì cái kỳ cục còn có phiên bản podcast. Các bạn hãy để lại một lượt đăng ký cũng như là nhấn vào nút chuông để nhận những thông báo cho những video mới nhất nha. Dấu hiệu đầu tiên đó là họ hay thích làm bẽ mặt bạn nơi đông người. Một câu cũng móc họng mà nửa câu cũng móc họng. Như là khi đi chơi, bạn thấy trên đường có một cái áo rất là đẹp, bạn cảm thán là ồ cái áo này cũng cũng đẹp nè, tao bận chắc hợp lắm ha. Rồi họ sẽ ngay lập tức nói là mày bận mà hợp gì, mày mập như heo ấy. Rồi bạn cũng vô tình thấy một cái món ăn nào đó, bạn sững người, bạn nói là ồ cái món này tao cũng biết làm nè, thì họ sẽ nói lại là mày làm ai dám ăn, mày làm dở ồm. Nói chung á là hỡi bạn thở ra một cái câu nào đó thì họ đều sẽ như một con hổ đói chực chờ để bạn đạp bạn xuống, muốn làm bạn bẻ mặt. Nhưng mà khoan đi khoan đi, tới đây thì hơi cứng cứng nha. Tại vì mình thấy mình trong cái ví dụ này, Oh my God. mình thuộc tiếp người nha. Đối với những người bạn mà hơi thân thân đi thì mình thường sẽ bớt phần giữ kẻ, và mình thường sẽ nói đùa như vậy để mà tạo một không khí á. Tới đây thì mình đã phải suy nghĩ rất lâu và rút ra được một cái kết luận, đó là tuy là có chung cách trình bày nha, nhưng mà mình thường sẽ quan tâm tới cái cảm nhận của đối phương, là họ sẽ cảm thấy thoải mái với cái lời nói đùa đó không, và hưởng ứng qua lại, tung hứng qua lại với mình hay không. Thì có hai điểm khác biệt lớn nhất được mình rút ra, đó là điều đầu tiên là mình sẽ để tâm tới những cái lời nói đùa của mình, và điều thứ hai đó là mình sẽ sẵn sàng dừng lại và xin lỗi nếu mà mình cảm thấy là đối phương đang không thoải mái và họ có phần đang bị tổn thương. Nhưng mà đối với những người bạn muốn đâm sau lưng á, thì họ sẽ liên tục làm cái điều đó. Cho dù họ có nói ngoài miệng là à họ vô tình, họ không cố ý, nhưng họ sẽ liên tục làm như vậy. Vì mục đích chính của họ là muốn bạn không thoải mái, muốn bạn tự ti và muốn làm bẽ mặt bạn. Điều thứ hai á, đó là họ ích kỷ. Trong mắt họ chỉ có họ, không có bạn. Bạn biết là có một kiểu người bạn á, không phải vì chơi thân với ta nên mới chọn đi chung với ta. Mà khi đi chung với ta á, từ góc nhìn bên ngoài á, họ sẽ không bị cô đơn, không bị lạc lõng bơ vơ giữa đám đông, nên là họ chọn đi với ta. Tóm lại á, họ chơi với bạn để bạn làm nền cho họ. Ích kỷ nằm trong bản năng của con người rồi. Trái ngược với ích kỷ thì không lẽ có cái gì cũng đem hết cho người bên ngoài mà không giữ gì cho bản thân? Quá vì người thì cũng không có được, đúng không? Một lẽ hiển nhiên là trong các mối quan hệ mà một bên chỉ miệt mài cho đi, bên còn lại chỉ biết nhận, nhận và chỉ duy nhất nhận thôi á. Thì đó là vì trong mắt họ, họ là trung tâm của cái vũ trụ này. Và bạn thì không là gì cả. Sao mà biết trong mắt họ có bạn hay không? Đơn giản vậy nè. Họ có thường hỏi thăm về cảm nhận của bạn trong những chuyến đi chơi không? Giống như là, à, mày thấy cái quán cà phê hồi nãy tao dẫn mày đi như thế nào? Bộ phim hồi nãy mình coi mày cảm thấy như thế nào? Hay là đơn giản như, hôm nay mày có chuyện buồn hả? Kể tao nghe đi. Vân vân. Và cái câu thứ hai á, đó là những khi bạn cần
họ có mặt không. Lúc ngồi một mình, hãy tự làm một cái bài test, đó là tự hỏi mình hai cái câu hỏi này. Sở dĩ mình nói là ở một mình hãy làm test, vì những khi ở một mình thì bạn mới có thể lắng động lại. Những lúc ấy bạn mới không bị những cái cảm xúc bên ngoài tác động vào. Những lúc này, câu trả lời của bạn mới thật sự đến từ phía bạn. Nếu mà một người đơn phương bạn cho họ là bạn thân, mà trong mắt họ không có bạn, thì họ có coi bạn ra cái gì đâu mà quan tâm tới cái vấn đề là sẽ đâm sau lưng hay không. Nói chung, chỉ cần điều đó tốt cho họ, thì những việc còn lại chỉ là thời gian thôi. Điều thứ ba, họ thao túng tâm lý của bạn. Đây là một cái content khó nói. Mình đã suy nghĩ khá nhiều, không biết là có nên đề cập cái khía cạnh này vào không, vì nó có thể làm sao loãng nội dung chính, nhưng mà một khía cạnh nào đó nó lại thuộc về nội dung chính, và mình đã quyết định đem vào. Chính là trong một cái tình bạn bất kỳ á, thì không hẳn là chúng ta sẽ đồng điệu hết về tính cách đâu. Sẽ có một người hoạt ngôn hơn, người đó sẽ đóng vai trò chủ động, nhỉnh hơn, top đó. Nhưng dù hoạt ngôn hay là ít nói, thì nếu mà chọn nhầm bản thân cũng sẽ bị đâm sau lưng này. Những giây phút ở gần họ, họ luôn mang lại cái cảm giác tiêu cực cho bạn. Họ làm bạn cảm thấy tự ti về chính mình. Họ tiêm nhiễm vào đầu bạn góc nhìn mà họ muốn bạn thấy. Họ thích đóng vai trò nạn nhân, và trong lời nói của họ ám chỉ bạn là hung thủ. Và từ đó trong lòng bạn nảy sinh một cái cảm giác có lỗi khôn nguôi. Đặt một cái ví dụ là hai bạn chơi game với nhau, người đó tạo tài khoản game cho bạn, nhưng có một cái xích mích nhỏ nào đó, chính vì họ tạo tài khoản game cho bạn, họ sẽ dễ dàng đổi cái mật khẩu đó không cho bạn truy cập vào nữa. Cái mà bạn truy cập không được rồi, bạn bức xúc, bạn sẽ chửi họ. Không nói điều đó là đúng hay sai, nhưng mà cái điều bạn bức xúc đó là một chuyện có thể hiểu được. Nhưng họ lại lấy đó là cái lý do họ hành xử với bạn như vậy. Họ đưa vào đầu bạn một cái góc nhìn đó là họ không sai, và người sai duy nhất ở đây chính là bạn, vì đã dùng những cái lời lẽ nặng nề chửi rủa xúc phạm họ. Và bạn bị cuốn vào câu chuyện lúc nào không hay. Một lúc nào đó, tự nhiên bạn thấy, bạn ngẫm lại và bạn cảm thấy là một cái cảm giác có lỗi khôn nguôi trỗi dậy, mà bạn quên bẵng đi lúc đầu họ là người đã đổi tài khoản game mà. Chủ yếu mình thấy ở đây dấu hiệu người bạn sẽ đâm sau lưng chúng ta sẽ có ba cái dấu hiệu này. Đó là thứ nhất, họ luôn muốn làm bẻ mặt bạn nơi đám đông. Và cái thứ hai, họ ích kỷ, trong mắt họ chỉ có họ, không có bạn. Và cái thứ ba, họ cố gắng thao túng tâm lý của bạn. Như ở đầu video mình có đề cập, thì ở đây là cuộc sống thật. Chúng ta sẽ không có cái cuộc đời thứ hai để mà có thể sống lại. Nên là hãy chọn, hãy cố gắng sống sáng suốt ngay ở chính cái cuộc đời này. Có những chuyện bạn không dám đối mặt, như là bắt quả tang ai đó đang làm chuyện quá đáng, hoặc là nhìn vào mặt tối của những người xung quanh. Thì mình thấy có những cảnh như là khi mà người chồng ngoại tình thì người vợ chỉ biết lủi thủi ngồi xuống khóc, mà khóc cũng không dám khóc lớn tiếng nữa. Mình mới suy luận, mình mới nghĩ là bình thường những người ấy luôn duy trì một cái hình ảnh thân thiện, hòa đồng, có khi nào bình thường như vậy, nên khi có chuyện, điều đó trở thành một cái rào cản, khiến họ không dám sống thật. Họ không biết phản ứng như thế nào để mà không bị mâu thuẫn với cái khuôn mẫu, với cái hình tượng thường ngày của họ. Nên là đã có lúc mình tự nói với bản thân mình như vậy nè: ok, sẽ không sao đâu nếu mà có những ngày mày cộc cằn với cả thế giới, vì đó là cảm xúc thật của mày mà. Ok, mình nghĩ đã đủ cho video ngày hôm nay rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem hết chiếc video này, cũng như đã để mình có cơ hội tạo ra một vài khác biệt trong cuộc đời của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha.
Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.